Xin chào các bạn. Mới đây, đã xảy ra một câu chuyện hết sức hy hữu khiến nhiều người nghe phải sửng sốt và kinh ngạc về hậu quả mà nó mang lại. Về câu chuyện đó diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Thủ đoạn dụ dỗ các cô gái trẻ đẹp vào đường dây. Tối ngày 10 tháng 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mại dâm quy mô lớn có nhiều nữ tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh tham gia. Trang mạng xã hội của Hạnh có hơn 300.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các hình ảnh check-in, du lịch tại các địa điểm nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm xây dựng hình ảnh của một cô gái trẻ thành đạt. Mục đích của Hạnh nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ đẹp, lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây đi khách do Hạnh điều hành. Bên cạnh đó, do quá trình làm tiếp viên hàng không lâu năm nên Hạnh có mối quan hệ và lôi kéo nhiều nữ tiếp viên hàng không, các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng tham gia vào đường dây của mình. Hạnh chỉ đạo các cô gái đi khách, trao đổi mua bán qua các nền tảng mạng xã hội, thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái, chọn nơi đi khách là các khách sạn, resort sang trọng. Hạnh điều hành quản lý đường dây đi khách với hơn 30 cô gái, trong đó có nữ tiếp viên hàng không, hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán thân dao động từ 1.000 đến 3.000 USD trên một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho khách, đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Ngày 9 tháng 8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện tại 4 phòng có 4 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán gồm các tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh. Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận được tố bà Hạnh môi giới tại khách sạn trên với giá 1.000 USD đến 3.000 USD. Hạnh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không, hot girl, người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh trang phục tiếp viên hàng không cho khách nhằm thu hút khách. Số tiền mỗi lần đi khách là 27 triệu đồng, khách đi qua đêm với giá 60 triệu đồng, khách làng chơi chuyển khoản tiền cho Hạnh. Sau khi giao dịch thành công, Hạnh chuyển trả cho Đào, còn mình hưởng 7 triệu đồng trên một lần. Ngoài việc môi giới, Hạnh còn trực tiếp tham gia đi tour với giá 1.000 USD đến 3.000 USD thông qua một số đối tượng môi giới cho khách trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bà Rịa, Vũng Tàu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định đối tượng cầm đầu là Hạnh, sinh năm 1997, trú tại Gò Vấp. Hạnh từng là tiếp viên hàng không. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.